Bác sĩ xin chào mọi người. Mọi người vào đóng phí khám bệnh nào. Ok. Hóa đơn đây nhé. Nhiều tiền quá vậy. Double sale thì không có đồng nào cả. Biết đi đâu khám bệnh bây giờ. Hai mẹ con ơi, vào bệnh viện này đi. Ok. Lạ quá, sao nãy không thấy bệnh viện này nhỉ? Hello. Hello. Mời bệnh nhân đi theo tôi nhé. Yeah. Wow. Hey. Let's go. Nằm lên máy chụp cắt lớp này đi nè. Hình ảnh xước xác quá. Máy này bị hỏng rồi, ra ngoài thôi. Ôi, máy này cũng hỏng nốt. Let's go. Cùng làm bệnh viện mới nhé. Xếp từng miếng để làm mái bệnh viện nha. Ba la biến ra bên xanh nè. Đính giải đá lên đây cho lấp lánh. Cửa sổ cũng đính đá nhé. Trang trí hai chú pony hai bên nữa. Tiếp đó thì dùng xốp trang trí này. Những viên xốp tròn xoe xinh quá đi. Nice. Tiếp theo thì trang trí bên trong nha. Đây chính là bàn lễ tân. Mở cửa phòng xanh ra nào. Chiếc đuôi cầu vồng của Rainbow Dash kia. Thêm sách vào ngăn tủ nè. Xong rồi, căn phòng mới ghê. Cốc cốc, cửa phòng mở ra nào. Cột đo chiều cao lạ mắt quá. Đính hoa xanh cho đồng bộ nhé. Oh, yes. Không biết đây sẽ là phòng gì nhỉ? Hai giường bệnh hình pony đáng yêu quá đi. Những bông hoa hồng xinh thế. Ta-da, xong hai chiếc giường bệnh rồi nha. Vào xem đi này. Wow. Oh my god. Thích quá, bệnh viện mới đẹp ghê luôn. No. Hai cô bác sĩ cũng có đồ mới nhé. Yes. Đi kiểm tra sức khỏe với cô nào. Đầu tiên là đo chiều cao. Ok. Đo cân nặng nữa nha.
mọi chỉ số đều bình thường. Okay. Let's go. Nằm lên đây để chụp cơ thể nào. Okay. Mọi chỉ số bình thường nha. Ôi trời, tận 40,5 độ lận. Nghỉ ngơi nhé con yêu. Hours later. Em bé khỏe rồi, cảm ơn bác sĩ nhé. Con rắn kia sợ quá. Cái gì vướng thế nhỉ? Hình như là con gì ấy. Sao lại lắm trắng thế này? Cứu tôi với. Nhà nào cũng nhiều rắn quá. Cứu chúng tôi với. Hai thiên thần ngựa. Có tiếng gì kìa? Đi thôi. Let's go. Lên lưng tới đây. Đường kẹo ngọt đẹp quá. Sợ quá đi. Chúng tớ sẽ làm ngôi nhà mới cho cậu nhé. Nhà xinh quá. Đến đá vào nhé. Xong đâu. Nhà thật đẹp. Okay. Tiếp đến bên trong nhà nhé. Đủ bàn ghế rồi. Để cửa sổ vào đây nè. Phòng khách xinh quá. Tiếp đến là nhà tắm. Thích quá. Nào các em nhỉ? Đẹp lắm. Nhiều gương chưa? Phòng trang điểm xịn quá. Các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng căn nhà nhé. Thích quá đi. Êm ghê. Tắm mát thật. Xem chúng ta có gì đâu. No. Không có gì no. luôn. Uh-huh.
xinh thế nhỉ? Wow. Đẹp quá. Oh, yes. Yeah. Thật tuyệt. Đa buồn biết trang điểm không thế? Được cả hai cùng xấu luôn à. Một giấc mơ thôi. Rắn kia. Đùa tí thôi. Tức thật. Hẹn gặp lại các em. Đến giờ dậy rồi các cô gái ơi. Rowell thật xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Còn Barbie thì vẫn đang ngái ngủ các bạn ơi. Một lá thư vừa được gửi tới. Ồ, thì ra là vé mời tham dự dạ hội. Thật tuyệt. Rowell đang chuẩn bị đồ thể thao và chăm chỉ tập luyện để có một cơ thể dẻo dai săn chắc. Nào, hãy đứng lên, khởi động và cùng Rowell tập luyện nhé các bạn ơi. Thành phần chính trong thực đơn của Rowell là rau xanh và nước trái cây. Khi đó, Barbie chỉ thích nằm, ăn và ăn thật nhiều. Barbie bị hấp dẫn bởi những chiếc hamburger, bánh ngọt, pizza và những đồ ăn vặt. Cho nên, các bạn đừng ngạc nhiên khi cơ thể Barbie cũng phát triển to lớn hơn hẳn so với Rowell nhé. Các cô gái đã sẵn sàng tới dạ hội chưa nào? Wow, tủ đồ của Rowell thật nhiều váy áo đẹp. Rowell trông thật cá tính trong chiếc váy tím và dịu dàng nữ tính trong chiếc váy đỏ. Với công chúa xếp lớp sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho Rowell trong buổi dạ hội nhé. Còn Barbie thì sao nhỉ? Ôi không, những bộ đồ mặc và không hợp chút nào cả. Nhưng Barbie ơi, đừng buồn nhé, đã có Rowell ở đây rồi. Chiếc đầm thắt eo cao, đính nơ sẽ giúp Barbie trở nên thon gọn và xinh đẹp hơn. Hoặc yêu kiều, thướt tha như một đàn công chúa trong chiếc váy xòe duyên dáng. Áo tay lựng kết hợp chân váy xòe cũng rất tuyệt nhé Barbie ơi. Với mỗi kiểu váy, Barbie có thể lựa chọn nhiều kiểu tóc từ mái ngang, uốn xoăn hoặc làm vòng đều rất đẹp nhé. Váy đầu tiên sẽ có màu xanh lá nhẹ nhàng, tươi mát. Chiếc váy thứ hai sẽ là màu hồng dịu dàng, ngọt ngào. Còn chiếc váy thứ ba sẽ thật nồng nàn, ấm áp, trong sắc vàng rực rỡ. Chiếc váy
sẽ càng trở nên nổi bật khi được dính thêm nhũ và hạt lấp lánh đấy. Barbie là những bộ váy tuyệt đẹp. Nhưng Barbie ơi, hãy thử lần lượt từng chiếc váy nhé. Xỏ thử lần lượt từng đôi giày, kết hợp với những mái tóc hiện đại, trẻ trung và nữ tính trước khi đưa ra sự lựa chọn cuối cùng nhé. Các bạn hãy tới và chọn cùng Barbie nào. Đang chờ đón hai cô gái xinh đẹp. Hãy đến và chơi thật vui nhé, trò queo Barbie. Để có một cơ thể khỏe mạnh và xinh đẹp, hãy thay đổi chế độ sinh hoạt hàng ngày, tăng cường vận động thể chất và bổ sung nhiều rau xanh trong bữa ăn các bạn nhé. Chị kế Raquel ham ăn, lười làm và luôn coi việc hành hạ Barbie tội nghiệp là một niềm vui. Ôi, Barbie thật đáng thương. Raquel cố ý ném rác bừa bãi trên sàn và bắt Barbie phải dọn chúng. Raquel mưu mô còn hất vỡ đĩa để đổ tội cho Barbie. Đúng là một cô chị xấu tính. No! Mời dạ hội vừa được gửi tới, Raquel sung sướng chạy đến bên mẹ. Ngay lập tức, tất cả yêu cầu của Raquel đều được mẹ đáp ứng. Raquel nhanh chóng thay trang phục đẹp và bước lên một chiếc xe sang. Yes! Barbie tội nghiệp cũng muốn được tới dự dạ hội. Nhưng mẹ kế của cô thì lại không nghĩ như vậy. Bà ta đem ra một đống quần áo bẩn, yêu cầu Barbie phải giặt thật sạch chúng. Barbie cần mẫn giặt sạch từng chiếc áo, gấp gọn lại và đem cất trong tủ. Nhưng không may, con chó của mẹ kế chạy từ đâu tới, xô ngã Barbie và vấy bẩn lên toàn bộ chỗ quần áo vừa giặt sạch. Barbie buồn bã ôm mặt khóc thì bà tiên hiền hậu hiện ra. Bà ban cho Barbie một chiếc máy giặt để Barbie đỡ vất vả và giúp Barbie làm sạch sàn nhà. Barbie không có quần áo đẹp, bà tiên liền hóa phép cho Barbie một chiếc váy công chúa thật lộng lẫy. Chiếc váy nổi bật với phần thân váy bồng, xếp thành nhiều lớp. Barbie chắc chắn sẽ rất thích món quà này. Sẽ có sắc xanh dương trẻ trung, vừa dịu dàng, bồng bềnh như những đám mây, nhưng cũng vừa mạnh mẽ, dữ dội như những lớp sóng biển.
váy sẽ càng trở nên hoàn hảo khi được đính thêm nhũ và hạt lấp lánh. Hoàng tử và Barbie đã có một buổi dạ hội thật vui. Yes, I'd love. Xin chào các bạn, chúng mình là Ken và Rapunzel. Và hôm nay chúng mình đang dạo chơi trong rừng. Trong rừng cũng là nơi sinh sống của mụi yêu tinh nhện độc ác, chuyên hại người các bạn ạ. Bộ ta muốn được hẹn hò cùng Ken, nhưng chắc chắn là Ken sẽ từ chối rồi. Mụ vô cùng tức giận, bèn tìm cách xô ngã Rapunzel và bắt cóc Ken về hang ổ của mụ. Mụ thật độc ác. Liệu Rapunzel có cứu được hoàng tử Ken không các bạn? Rapunzel sẽ hóa thân thành một nữ chiến binh mặt trời quả cảm để đối đầu với mụ. Sẽ được buộc cao và tết bím gọn gàng. Đặc biệt, sẽ không thể thiếu một thanh kiếm sắc bén dùng để tấn công và một chiếc khăn dùng để tự vệ. Cùng sẽ là cây cung và những mũi tên sắc nhọn luôn hướng thẳng về mục tiêu. Chiếc váy nữ chiến binh sẽ có sắc tím, hồng, vàng nữ tính, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Một mái tóc vàng óng ánh tuyệt đẹp của Rapunzel dũng cảm. Tất cả vũ khí đều là sự kết hợp của sức mạnh và lòng can đảm, nên sẽ mang những sắc màu đặc trưng trên trang phục nữ chiến binh của Rapunzel các bạn nhé. Cuối cùng, hãy rắc thêm chút nhũ tím lên phần thân váy, giày và đính đá vàng lên phần ngực và eo váy nhé các bạn. Trang phục nữ chiến binh cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Barbie đã sẵn sàng tới và giải cứu hoàng tử rồi. Yêu tinh nhện đang ép Ken ăn những món đồ thật kinh dị.
thì Rapunzel đã kịp tới. No, let me out. Mụ vô cùng giận dữ nên đã sai đội quân nhện tới tấn công Rapunzel. Rapunzel đã dùng kiếm tấn công lũ nhện khiến chúng kinh hoàng bỏ chạy. Điều đó khiến mụ càng thêm giận dữ, liền lao tới tấn công Rapunzel. Bobby, no! Let her out. Ken nhanh trí đánh lạc hướng sự chú ý của mụ. Đúng lúc đó, Rapunzel bắn một mũi tên, kết liễu mụ yêu tinh nhện tinh quái ăn độc. Nhân cơ hội này, Ken đã cầu hôn Rapunzel xinh đẹp. Xin chúc mừng các bạn. Hoàng tử Ken đưa tiên cá Barbie đến bờ biển. Thank you for saving my life. Tiên cá tặng hoàng tử chiếc vòng phép thuật biến hoàng tử thành người cá, rồi hai người cùng nhau trở về biển. Okay. Ken và Barbie vui vẻ bơi lội dưới đáy biển, băng qua những rạn san hô đầy màu sắc và chơi đùa cùng những người bạn sinh vật biển đáng yêu. Barbie chuẩn bị cho Ken một bữa sáng thật ngon và hấp dẫn. Ôi không, phù thủy Ursula đang lên kế hoạch bắt cóc hoàng tử Ken. Mụ biến ra một bàn tiệc thật ngon để đánh lạc hướng sự chú ý của tiên cá Barbie. Mụ thả vào thức ăn thuốc mê để tiên cá Barbie ăn xong là ngủ mê mệt. Phù thủy Ursula biến ra bông hoa trong biển rực rỡ để đánh lừa hoàng tử Ken. Ôi, hoàng tử đã trúng kế của mụ rồi. Mụ đưa hoàng tử về ngôi nhà trong hang đá của mụ. Tiên cá Barbie ơi, mau tỉnh dậy đi nào, hoàng tử Ken đang gặp nguy hiểm. Ursula muốn cưới hoàng tử nên mụ đã chuẩn bị sẵn hoa và một bộ váy cưới lộng lẫy. Thật may là tiên cá Barbie đã tới kịp lúc. Ursula sai lũ lương điện hung dữ tấn công Barbie, nhưng chỉ chưa đến một phút, lũ lương điện đã bị đánh bại. Ursula tỏ ra giận dữ, nhưng làm sao mụ có thể thắng được Barbie chỉ với những chiếc vòi bạch tuộc, phải không nào? Hoàng tử Ken đã được giải cứu rồi, thật tuyệt. Hoàng tử Ken đã cầu hôn tiên cá Barbie. Tiên cá Barbie cũng đã đồng ý. Xin chúc mừng. Chiếc váy cưới đẹp nhất sẽ dành tặng cho cô dâu đáng yêu và dễ mến nhất, tiên cá Barbie. Hoàng tử Ken đã sẵn sàng trở thành một chú rể đẹp trai nhất đại dương xanh thẳm rồi. Các bạn ơi, hãy cùng đến và chúc mừng hạnh phúc của hoàng tử Ken và tiên cá Barbie nhé.